Chào các bạn, tối hôm nay ba nói ba đãi mình món đặc sản của quê mình. Mình cũng không biết món gì nữa. Giờ mình ra mình coi rồi mình quay cho các bạn xem luôn nha. Ba. Chào tất cả mọi người. Hôm nay ba nói ba đãi con món đặc sản của quê á là món gì vậy ba? Hả? Các bạn biết con này là con gì không? Đây là con chuột đồng của quê mình đó. Chuột này mình làm món gì ba? Hôm nay ba sẽ nấu chuột nấu mẻ cho con ăn. Đây là cơm mẻ nha bạn. Hôm nay ba mình sẽ nấu chuột với cơm mẻ này nè. Đây là bắp chuối nha. Bắp chuối là hồi mình nấu chuột với cơm mẻ chín xong mình bỏ bắp chuối với rau thơm vô nè. Rồi bây giờ ba sẽ cắt chuột ra, ba chiên sơ nó cái. Dạ. Ba chừa cho con bốn con để nướng con ăn mà. Rồi, đây, cho bốn con luôn. Cái dĩa đây ba cho. Cháy chuột nó thơm. Giờ nấu nước sôi, nấu nước lên. Nó sôi rồi giờ mình làm gì ba? Sôi giờ ba bỏ cái mẻ vô nè, con cầm này cho ba coi. Dạ. Để cho nó xích xuống. Giờ mình nêm gia vị xong không? Giờ mình bỏ đổ chuột vô. Nhìn đã quá bạn ơi. Rồi, chờ đợi. Bây giờ mình sẽ bỏ chuột này nó cũng là gần chín rồi nha.
bạn ơi, món này hồi đó giờ mình chưa ăn lần nào hết, giờ mình ăn thử coi nó ngon có nào không. Thơm chín nè, mình bỏ bắp chuối vô. Nhất cái nách nha. Bạn ơi, mình đã múc ra rồi, còn đây là chuột, hồi nãy mình xin ba nướng cũng đã chín rồi. Giờ thì mời các bạn và ba ăn cùng mình nha. Mời ba và các bạn ăn nha. Mời mọi người cùng ăn với hai ba con tôi nha. Mời các bạn cùng ăn nha. Hai con tôi nha, cái đồ chuột mập mọi người. Nướng tươi không có ướp luôn. Ngọt. Ăn cái đậu của mình anh. Đậu ngon lắm á. Thôi ăn đùi đi. Cho cái đùi mình nữa nè. Chấm gà. Rồi chấm gà. Chấm miếng muối. Thank you.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm ủng hộ kênh Quỳnh Anh TV trong thời gian qua. Bye bye. Bye bye.